Hello, đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip tiếp theo này, hai lúa sẽ tiếp tục chương thứ hai của cuốn BBOC đó là Business Analysis Key Concept. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu vào chương thứ hai nhé. Đầu tiên thì các bạn thấy là đầu chương thứ hai chúng ta sẽ có các cái nội dung là Business Analysis Core Concept Model, mô hình Backcome, một trong những cái mô hình mà hai lúa đã trình bày cho các bạn cũng khá là nhiều lần. Thứ hai là key terms, những cái từ ngữ, những cái keyword mà chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta cần phải chú ý. Requirements, classification schema, tức là những cái phương thức, những cái phương pháp, những cái loại mà chúng ta sẽ thực hiện mà chúng ta uh, phân loại uh, những cái requirements, stakeholder, vai trò của stakeholder, định nghĩa stakeholder là gì, vai trò của họ và requirement and design. Nói về Business Analysis Core Concept Model, mô hình bác Đây là một cái mô hình mang tính là võ công trấn phái của phái BA. Và mọi BA chúng ta đều phải quan tâm, chúng ta đều phải check care về cái chuyện này. Ở đây, mô hình bác bao gồm 6 nhánh là Change, Need, Solution, Stakeholder, Value và Context. Mỗi cái nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Mô hình bác này chúng ta có thể sử dụng để thực hiện là mô tả chúng ta thấy là chúng ta mô tả những cái góc độ khác nhau, những cái chuyên môn khác nhau khi mà chúng ta phân tích nghiệp vụ nè, dùng để giao tiếp, dùng để giao tiếp những cái khía cạnh, những cái góc nhìn, những cái vấn đề khác nhau, đánh giá những cái mối quan hệ giữa các cái key concept, giữa các cái concept là change, solution, stakeholder, perform, better, business, assist Tức là chúng ta có thể cung cấp được những cái phân tích một cách cụ thể, rõ ràng Mà một cách chính xác hơn Và cũng như là thể hiện những cái góc độ về mặt những cái mối quan hệ này Những cái niche, những cái change, những cái holder, những cái value Nó sẽ có những cái mối quan hệ như thế nào, nó tác động qua lại ra sao Và những cái điều này thì các bạn thấy là khi mà chúng ta thực hiện làm phân tích nghiệp vụ Đối với góc độ mà chúng ta phân tích liên quan tới À, làm phần mềm, làm hệ thống này kia thì các bạn chưa nhìn rõ những cái này. Nhưng trong trường hợp mà các bạn làm những cái vấn đề liên quan tới ví dụ như là mình làm uh, phân tích cơ cấu tổ chức, những mình khi mà mình làm tư vấn về uh, chiến lược doanh nghiệp, á, khi mà mình làm về những cái liên quan tới chiến lược doanh nghiệp để định hướng uh, kinh doanh này nọ thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta phân tích những cái change, những cái niche, những cái solution này chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái vấn đề khác nhau của một cái tổ chức. Chúng ta phải đi tìm kiếm rất là nhiều vấn đề của tổ chức và từ đó uh, làm sao á, để mà chúng ta có thể là tìm kiếm được cái vấn đề là những cái vấn đề đó do ai cho stakeholder do ai những cái vấn đề đó trong cái hoàn cảnh nào tại sao ở chỗ đó nó gặp vấn đề tại sao chỗ đó nó tạo nên cái niche mà chỗ cái chỗ khác nó không có khi mà chúng ta làm ba những ba là những người như mà nó nói là chúng ta đi tìm kiếm vấn đề ở đâu có vấn đề ở đâu có cơ hội mà khi lúc đó các bạn sẽ thấy là cái mô hình bắt hầm này nó sẽ rất là phát huy cái sở trường của nó, nó rất là phát huy cái công việc của nó Chúng ta xem, tìm hiểu những cái nhánh của mô hình backcomb nhé. Đầu tiên là các bạn thấy là Change the act of transformation respond to a need. Tức là uh, giải thích một cách mà mình đã nói cho các bạn là What? Uh, cái hành động gì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần phải xử lý cái gì? Chúng ta cần thay đổi điều gì để mà chúng ta có thể xử lý được cái need? Uh, Change works to improve the performance. Những cái công việc mà chúng ta cần phải thay đổi nè. Làm sao để phát triển, này, làm sao để phát huy nè. À, ví dụ như là chúng ta cần phải thay đổi là cái cách làm việc khi mà chúng ta làm việc một cách không phù hợp, chúng ta làm chậm, làm thủ công hay làm gì đó, chúng ta cần phải thay đổi cái cách làm việc. Need a problems or opportunity to be addressed, tức là mỗi một cái vấn đề, một cái cơ hội nào đó cần phải được đánh giá, cần phải được xử lý. Thì ở đây các bạn nên hiểu cái nó có hai cái step, có hai cái phase phase 1 đó là các bạn phải xác định rõ cái problem và opportunity và từ cái đó nó tạo nên cái need gì à, cái chữ need ở đây á chúng ta nên hiểu là nó, nó nó là cái nhu cầu nhưng nó nhu cầu như thế nào nó nhu cầu xuất phát từ cái vấn đề nó từ cái cơ hội thì các bạn phải xác định rõ cái vấn đề, xác định rõ cái cơ hội mà nó tạo nên cái, cái nits. Tại vì có thể có những cái vấn đề, có những cái cơ hội thật ra nó cũng không có tạo nên cái nits gì cả, nó liên quan đến những cái vấn đề khác Chữ niche này thật sự đối với các bạn mới thì nó sẽ hơi bị mơ hồ thì, thì ở đây thì các bạn cái việc đầu tiên để mà dễ hơn, để mà các bạn xác định cái chữ niche này thì các bạn cứ xác định trước cái chữ problems và chữ opportunity trước rồi đó Căn cứ vào hai cái chữ đó các bạn sẽ tạo nên cái nhu cầu. Thì cái a problems or opportunity to be addressed. À, các bạn nên nhớ hai chữ này, a problems or opportunity to be addressed. Solution. A specific way of satisfying for one or more needs. cái giải pháp gì để mà thỏa mãn để mà giải quyết được để mà xử lý được cái needs đó, à, giải quyết được cái solution, thỏa mãn được cái cơ hội. Stakeholder, những bên liên quan stakeholder uh, những ai bị tác động những ai được tác động những ai liên quan những ai uh, làm việc những ai thực hiện những cái vấn đề về this, những cái, những vấn đề về change những cái vấn đề về solution value uh, giá trị mang lại uh, giá trị mang lại thì uh, cái giá trị mang lại nó có thể là tangible or intangible có thể chạm được hoặc là có thể vô hình hoặc là hữu hình đó À, thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nói về value nó rất là nhiều cái rất là nhiều khía cạnh nó có thể là happy nó có thể là vui nó có thể là giảm thiểu rủi ro nó có thể là tăng doanh thu nó có thể giảm thiểu chi phí à, nó có rất là nhiều cái khía cạnh thì nó tới value đây là một cái điểm rất là rộng tùy vào tình huống mà chúng ta xác định value của chúng ta như thế nào context tình huống cái hoàn cảnh nó như thế nào cái chúng ta hay gọi là cái scenario như thế nào cái tình huống, cái hoàn cảnh, cái vấn đề, cái cái vấn đề ở đây là cái topic, cái chủ đề nha chứ không phải là cái cái problem, cái topic, cái chủ đề. thì các bạn thấy là khi mà chúng ta nói về context thì mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi tình huống khác nhau nó sẽ tạo ra những cái uh, chủ đề khác, những cái xử lý khác nhau, những cái niche khác nhau, những cái problem khác nhau. À, thì nói tới cái mô hình home này thì thật sự đây là một cái mô hình nó nó rất là thâm thúy thật sự là nó rất là thâm thúy và góc nhìn nó có cho chúng ta rất là nhiều khía cạnh khác nhau mà chúng ta cần phải xác định tùy theo tình huống tùy theo sách holder tùy theo problem tùy theo là hết ở đây mình chỉ giải thích theo một góc độ general thôi còn thật sự là các bạn đòi hỏi thời gian cần nghiên cứu nè mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau những cái giai đoạn khác nhau những cái kinh nghiệm khác nhau thì mọi người sẽ có thể nhìn cái bát cầm này theo một góc độ khác nhau cái back home này thực sự cũng rất là nhiều tranh cãi về cách hiểu cũng rất là nhiều tranh cãi về cách dùng bản thân mình và tất nhiên là khi mà các bạn thi thì bạn hiểu của các bạn phải tương tự người ra đề còn đối với người sử dụng thực tế ngoài đời thì các bạn sẽ có những góc nhìn khác nhau những cách sử dụng khác nhau cho nên các bạn hãy linh hoạt những cái này cho chúng ta đừng có cứng nhắc hay là chúng ta đừng có bất kỳ một cái gì đó mà khó chịu khi mà người khác dùng không giống mình nên chúng ta phải linh hoạt cái mô bản thân cuốn bi Box này các bạn nên nhớ tinh thần cái cuốn bi Box này nó rất là linh hoạt rồi các bạn nhìn cái mô hình bát cầm ha, thì cái này thì các bạn coi video clip trong cái series liên quan tới ba atba thì mình cũng đã giải thích cho cái này các bạn rồi các bạn cứ tìm hiểu ha à, một tiếp theo chúng ta tìm hiểu những cái thuật ngữ quan trọng trong có trong cuốn bi Box tại sao chúng ta phải tìm hiểu những thuật ngữ này như mình đã nói là chúng ta phải phân biệt giữa dịch nghĩa và định nghĩa. Các bạn có thể tra từ điển, các bạn dịch những từ này. Nhưng khi các bạn đã học cuốn Beabot này, thì các bạn phải hiểu đúng định nghĩa của nó các bạn phải hiểu đúng góc độ nhìn của nó các bạn phải hiểu đúng định nghĩa của nó chứ các bạn không tự tiện chế định nghĩa hay là các bạn mang dịch nghĩa từ từ điển vào rồi các bạn áp đặt nó là định nghĩa của này các bạn sẽ bị sai các bạn sẽ hiểu sai mà hiểu sai các bạn có thể các bạn trong một thời các bạn cũng muốn thi chứng chỉ và cũng hiểu sai luôn Quay lại vấn đề thì đầu tiên là các bạn thấy rằng họ định nghĩa BA Business Analysis thì ở đây các bạn không thể nào định nghĩa BA theo kiểu là cầu nối giữa dép và khách hàng BA là người Phiên dịch BA là người này kia được các bạn. Đó là định nghĩa của dân gian. Đó là định nghĩa của thị trường. Chúng ta không liên quan tới những định nghĩa đó. BA ở đây là A Practice of Enabling Change in an Enterprise by Defining Needs and Recommending Solutions that Deliver Value to Stakeholders. Các bạn phải coi những định nghĩa theo cái này tiếp theo BA information là những thông tin liên quan tới phân tích liên quan tới chuyển đổi liên quan tới báo cáo hoặc là bất kỳ một cái loại nào liên quan tới chi tiết liên quan tới input output làm việc gì đó tất cả mọi thông tin trong quá trình BA làm việc design à, design ở đây nó không có nói là thiết kế mà nó sẽ là solution nó nói về solution nó nói về giải pháp design và cũng như nó phải liên quan đến how value các bạn thấy bất kỳ một cái gì đó nó cũng phải liên quan tới cái giá trị cả thì các bạn thấy là nói tới chữ design chúng ta đừng quan tâm thì design là thiết kế hết quan tâm cái chữ solution nè rồi quan tâm tới những là cái solution này nó đưa ra cái giải pháp nó đưa ra cái giá trị như thế nào rồi tiếp theo enterprise đối với khái niệm enterprise này chắc chúng ta sẽ tìm hiểu cái khía cạnh liên quan tới organization trước rồi chúng ta sẽ quay lại cái enterprise organization là gì an autonomous group of people under management of a single individual or board. một cái uh, uh, nhóm của nhiều người mà được quản lý bởi một hoặc là một cái ban vệ nào đó để mà thực hiện để mà uh, quan tâm để mà làm việc cho một cái mục tiêu cho một cái mục đích nào đó. Organization often have a clearly defined boundary and operate in a continuous basis. At a post uh, thì uh, tổ chức uh, nó thường được là được định nghĩa rất rõ ràng, có cơ cấu rõ ràng mà được thực hiện bởi một cái giống uh, như là khi mà chúng ta thành lập một cái tổ chức thành lập một cái gì đó thì tổ chức uh, nó có thể là một cái người một nhóm người hoặc là một công ty hoặc là gì đó tùy tình huống và nó luôn có những cái mục tiêu rõ ràng và nó luôn hoạt động trên những cái project như những cái kia thì để quay lại cái chữ enterprise này là một cái hệ thống mà uh, tổ chức nó là một hệ thống một hoặc nhiều tổ chức thì các bạn thấy enterprise này chúng ta có thể dịch giống như là giống như một kiểu tập đoàn á gì đó à, một cái hệ thống một cái tập đoàn với được vượt hoạt động là uh, trên một cái uh, uh, hoạt động, uh, trên một cái mục tiêu rõ ràng có những cái giải pháp nhất định có những mục tiêu nhất định đúng không? Đó, thì các bạn nhìn qua nhìn lại thì nó sẽ dễ hiểu hơn còn đọc với enterprise không đọc qua đọc lại nhìn cái định nghĩa cực kỳ khó hiểu luôn uh, plan một cái kế hoạch để mà làm một cái chuyện gì đó requirements Requirement là gì? Requirement thường là đại diện cho chữ Needs. Nghe nó rất là mơ hồ đúng không? Thì các bạn nên hiểu là cái requirement chúng ta chúng ta không dịch theo kiểu là nhu cầu, theo kiểu là yêu cầu. Mà requirements thì represent needs nó là sao? Nó nói về chúng ta sẽ từ những cái vấn đề, chúng ta từ những cái cơ hội, chúng ta sẽ có mong muốn gì, chúng ta sẽ có nhu cầu gì, chúng ta sẽ có sự cần thiết gì thường cái requirement là chúng ta thường đánh giá bằng cái chữ đốc mà thường chúng ta được trình bày bằng các cái văn bản hoặc là rất là nhiều văn một hoặc nhiều văn bản. Thì cái chữ requirement này uh, bản chất uh, cái này theo góc độ hiểu của hai cái này theo góc độ hiểu của mình thôi. Đó là khi mà chúng ta nói về requirement thì chúng ta sẽ nói về uh, needs, chúng Nó sẽ nói về stakeholder uh, người ta cần gì, muốn gì. Đó uh, người ta từ những cái vấn đề từ những cái cơ hội đó, người ta cần gì muốn gì cho cái solution. Đó. Đó cái requirement này là một cái đại diện rất là chung chung. Risk, rủi ro, tất cả mọi thứ đều có rủi ro. requirement classification scheme thì chúng ta sẽ có các cái uh, cách phân loại requirement khác nhau. Uh, business requirement, yêu cầu về mặt nghiệp vụ nó có những cái mục tiêu, những cái uh, goal, objective, những cái outcome mong muốn. Stakeholder cái stakeholder requirement chúng ta có mỗi mỗi cái stakeholder khác nhau người ta sẽ có những cái requirement khác nhau solution requirement căn cứ theo từng cái giải uh, pháp thì chúng ta sẽ có các phân loại thì chúng ta sẽ có solution liên quan tới functional requirements và non-functional requirements thường vì đối với cái lĩnh vực ITBA thì chúng ta thường sẽ xử lý theo góc độ phân, so, solution requirement rất là nhiều transition requirement Capabilities that the solution must have and the condition of the solution must meet to facilitate the transition from uh, transition requirement tức là nói về những cái yêu cầu mà chúng ta cần phải đạt được những cái yêu cầu mà chúng ta cần phải có để mà chúng ta có thể chuyển đổi nó giống như địa kiện cần chúng ta nói về những điều kiện cần để mà chúng ta có thể chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác Thì Transition Requirement này thì các bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề, ví dụ như là các bạn làm chuyển đổi số Digital Transformation các bạn uh, sâu tóm hay xác nhập các bạn làm về chuyển đổi tái cơ cấu doanh nghiệp thì các bạn sẽ có những cái yêu cầu những cái Transition Requirement mà chúng ta cần phải thực hiện những cái này trước khi mà chúng ta có thể thay đổi cơ cấu trước khi chúng ta có thể xác nhập, trước khi chúng ta có thể chuyển đổi số ví dụ như vậy thì transition mình này nó liên quan tới những cái khía cạnh đặc thù hơn ở những cái vai trò BA về tư vấn về chiến lược. Còn về đối với đôi khi thì các bạn thể làm vào những cái về uh, digital bank, uh, digital product, những sản phẩm số, chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghệ thì các bạn cũng sẽ liên quan tới những cái này. Nhưng mà thường mình thấy thì uh, transition mình thì ITBA thường không có dùng đâu. được uh, ít dùng lắm. Còn mình thấy dùng ở những uh, môi trường như product, những môi trường như là chiến lược vân stakeholder các bên liên quan những cái bên mà liên quan là những cái bên mà chịu ảnh hưởng nè rồi thì chúng ta có một số stakeholder là BA customer subject matter expert uh, end user rồi operation support project manager vân các bạn tìm hiểu các stakeholder business analyst là người làm BA thôi customer uh, khách hàng là những người sử dụng sản phẩm dịch vụ Domain Subject Matter Expert là những người có chuyên môn, những chuyên gia, ví dụ như là chúng ta làm về lĩnh vực ngân hàng đi, à, các bạn làm ví dụ làm công ty áo suộc các bạn làm cho dự án một ngân hàng, thì các bạn cần những người có chuyên môn, có nghiệp vụ ngân hàng để mà tư vấn cho các bạn, chứ nếu không các bạn làm bậy thì sao, đó là những người chuyên gia có một lĩnh vực nào đó để mà tư vấn về chuyên môn, tư vấn về mặt nghiệp vụ cho các bạn End User, người dùng cuối, Element à, Station project manager expert những người mà mang tính triển khai những người mang tính là họ phân tích những cái chuyên môn ví dụ như là UI UX ví dụ như là thiết kế cơ sở dữ liệu data Science, data architecture operation support hỗ trợ vận hành project manager những người quản trị quản lý về mặt project những người mà phân phối nguồn lực phân phối thời gian phân phối chi phí vân vân. Rồi định hình rồi xác định quản lý dự án cho nó đi đúng tiến độ. Uh, regulators, uh, liên quan tới luật pháp, sponsor nhà tài trợ, supplier nhà cung cấp, ví dụ như là các bạn làm các dự án chúng ta cần, cần nhà cung cấp thiết bị, nhà cung cấp uh, người, nhà cung cấp uh, uh, các cái uh, công cụ này đó vân vân để mà các bạn làm việc. Tester thì làm gì cũng phải có tester. Uh, requirements and design thì các bạn thấy như mình nói design là solution, requirement là chữ needs, hai cái này nó luôn liên quan với nhau. Thì uh, nói tới requirement and design á thì chúng ta sẽ uh, quan tâm tới những cái đầu ra nó như thế nào, giá trị mang lại ra sao. thì trong các cái phần tiếp theo á, thì chúng ta sẽ nói về uh, những cái yếu tố liên quan tới các cái uh, uh, chi tiết hơn về chúng ta xử lý khoa mình như thế nào, chúng ta thiết kế ra sao. thì ở đây là các bạn thấy cái mối quan hệ, cái con bạn có ví dụ này cái mối quan hệ giữa design mình design, view six months, sale data across tức là cái view, cái niche đúng không? cái này là cái news À, ví dụ như là cái problem là gì à, Ví dụ như là thấy cái problem là chúng ta không có coi được uh, Cái báo cáo, không có coi được cái kinh doanh Thì ta tạo nên một cái need là cần uh, Xem báo cáo kinh doanh uh, Trong một cái khoảng uh, thời gian nào đó Thì chúng ta sẽ có cái uh, uh, Sketch of dashboard Tức là cần một cái dashboard gì đó Chúng ta có một cái vấn đề Là chúng ta bị mất thời gian nhiều quá Và chúng ta có một cái need là Cần phải giảm thiểu thời gian Thì chúng ta cần phải là có một cái process model, một cái điều chỉnh uh, cái quy trình, quy trình gì đó để mà chúng ta có thể dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta uh, giảm thiểu thời gian. Nói ví dụ như vậy. Rồi, requirement design cycle. Uh, chúng ta có business requirement, uh, what do I want it? Stakeholder requirement, what are the needs? Uh, solution requirement, what do I want? transition requirement, what are the conditions? Đó thì uh, các bạn thấy qua cái khoảng thời gian này uh, những cái này thì thật ra đối với cái môi trường ITBA thì thực sự là cái 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 mối quan hệ này nó không có nhiều cái 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 life cycle này nó không có nhiều tại vì uh, các bạn thường là chỉ là sao đôi khi các bạn chỉ là tiếp nhận yêu cầu business requirement rồi các bạn uh, xác định rõ cái secondary requirement rồi, rồi các bạn đưa ra giải pháp thôi để các bạn đưa cho khách hàng bằng giao À, thì còn đối với những cái vai trò mà các bạn làm về chiến lược, này, các bạn làm về tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, này, nói về thâu tóm hoặc là xác nhập này, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái yêu cầu, là chúng ta phải có yêu cầu về mặt nghiệp vụ, về mặt kinh doanh, về mặt công việc rất là nhiều. Rồi mỗi stakeholder, mỗi bên liên quan thì lúc đó bên liên quan rất là nhiều. Chúng ta có bên liên quan về cao cấp thì từ cán bộ từ những cái C level từ hội đồng quản trị tới những liên quan thấp cấp ví dụ như là cán bộ của nhân viên. Hai bên nó xử lý như thế nào? Nó liên quan gì như thế nào? Nó xử lý ra sao? Nó đáp ứng như thế nào về cái yêu cầu mặt xác nhập thông tóm. Rồi giải pháp là cái gì? Và để thực hiện giải pháp này chúng ta phải có cái cái bước những cái bước chuyển đổi và những bước thay đổi là ví dụ như các bạn xác nhập giữa hai ngân hàng thì chúng ta phải có xác nhập chúng ta phải có những transition requirement liên quan tới việc là uh, thay đổi những cái uh, liên quan tới chuyện là chúng ta thay đổi về cái quy trình này, thay đổi về core banking này, chúng ta xác nhập core banking vân vân rất là nhiều thứ thì đối với cái môi trường ITBA thì các bạn sẽ ít nhìn thấy những cái khái niệm này hơn và đối với những cái môi trường mang tính là chiến lược mang tính là uh, cơ cấu mang tính là thâu thống xác nhập đó, thì ở tới đây thì cũng đã kết thúc cái chương này thì ở đây các bạn nên hiểu là mình cũng không thể nào mà mình dịch từng chữ từng chữ từng chữ cho các bạn được mình chỉ có thể nói một cách lướt qua sơ qua mà mình sẽ tập trung vào những cái yếu tố những cái góc độ mà các bạn cần phải hiểu à, và cũng như mình cũng nói luôn là những cái góc độ này á, nó mang tính là uh, những cái hiểu cá nhân của mình có thể thời điểm này mình hiểu như vậy nha nhưng mà 10 năm sau chưa chắc gì mình giải thích một mình mình có thể là mình làm lại cái series này với một cái hiểu khác một cách giải thích khác để cho các bạn thì các bạn nên hiểu là cuốn BI Box này chúng ta nó rất là đa dạng nó rất là thâm thúy nó rất là sâu xa dẫn tới là đôi khi á, các bạn hiểu đôi khi nó sẽ bị nhập nhằng chỗ này chỗ kia thì bản chất nó là như vậy thì nếu như các bạn ở một số điểm nào đó các bạn có hiểu khác hay là gì đó thì các bạn vui lòng comment bên dưới để mà mình có chúng ta có trao đổi ha để mà chúng ta có thể dễ dàng trao đổi chúng ta có thể nói này nói kia mình cũng muốn là từ cái comment của các bạn thì mình hiểu đúng hơn hiểu rõ hơn về những cái nội dung trong bia box này à, hai lúa cho các bạn chứ các bạn thành công